khoét sâu vào một số sự việc đơn lẻ xảy ra ở Việt Nam thời gian qua. Các thế lực thù địch phản động đã xuyên tạc bản chất, đánh lừa dư luận, biến nó thành hiện tượng phổ biến tất yếu của chế độ, rồi quy kết vào cái gọi là lỗi hệ thống, ám chỉ hệ thống chính trị do một đảng lãnh đạo. Trên thực tế, việc tồn tại một đảng, lưỡng đảng hay đa đảng ở từng nước là do những điều kiện lịch sử cụ thể lựa chọn, không có khuôn mẫu chung cho tất cả các nước. Và trong các văn kiện chính trị pháp lý ở Việt Nam, vai trò lãnh đạo của đảng là vấn đề có tính nguyên tắc, được khẳng định một cách nhất quán, rõ ràng. Sự tiếp tục khẳng định về vị trí cầm quyền, vai trò lãnh đạo của đảng trong Hiến pháp năm 2013, nó càng bảo đảm về cái tính hợp hiến, hợp pháp đối với vị trí cầm quyền, vai trò lãnh đạo của đảng đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội. Lên giọng phiếm chỉ, xuyên tạc, suy diễn là trò lố của những người viết và đăng tải bài viết này. Cuộc đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực do Đảng Cộng sản Việt Nam phát động lãnh đạo thực sự đã nhận được sự đồng tình ủng hộ rộng rãi của nhân dân. Theo kết quả điều tra dư luận xã hội được tiến hành năm 2022, có tới 93% người dân bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo quyết liệt của Đảng trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng thời gian qua. Bất kỳ một cái tổ chức chính trị nào ấy, thì cái việc mà xây dựng chỉnh đốn đội ngũ thì đó là một cái việc cần được tiến hành thường xuyên, liên tục. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như vậy.